nhân rồi ít trong quân sẽ đợi nó là có bên nó thì cũng có là khi mình sẽ cho cái thuốc nào đó nên sẽ tàu sái nè nên tự nhiên là họ cậu nên tự họ sinh nhiên nó là chịu già có biết gì của sĩ nam mong chua nó là nam mong chua là sĩ lía nào thì na ở có biết nó thì na một con tôm nó thật nhiều cả thế của chị nhìn cái bọc ấy nó thế cơ tờ cái nè thế đỏ rau sư thì của chị cũng ti cho nó cho thổi của tao không biết của mặt trâu cũng ti nó thế cứ gió thế cũng có gió như thế nên chị không lo ký vậy nên mình cho nó xứ hay nên không ký rồi nên mà lấy ký thế này cá thì của chị cây để thổi cho nó non cho không biết nè thế cho dễ cho bổng không muốn cái nó thì cứ cho đây mình cho một phần chú nó đừng bông bò nó thì cũng móc trắng tay cho một hồ cho mà là khen này ôi có biết này thì lúc nó thì cũng trâu cho lòi nói về của rồi là có biết thì bông bầu đó thì cũng móc cọ cái bông bầu rồi họ lúc nó thì lúc cũng hầu trắng tay này trắng tay thì cũng cho tao đu luôn nên để cho tao đu là cho trâu cũng để cho rồi còn phát cái chui để cho ra cái tơ cái nó có cho đến cái bó cái trâu thì cô hình chế đó là chế thì cô chỉ mấy giờ đấy thì cho trâu ấy chỉ thì chỉ cá mà cho gì chứ thì cho tiền nó lợi thì cũng không cái này anh chỉ chẳng ai mà bầu của mà đi cho trâu thì của mà nó khen này thì đo cho bé đi chả thì từ của nó mới cho bé là đo cho có biết gì của xí ná liên là ít ná của xí ná có biết là ít ná này thì ăn ná nó này nó này ná thổi của tứ rùa lấy mà mới cho nó làm còn được xóm lẩu sao mất đi đâu mà mất tay này thì của chơi nó ná là cái gì của thế lấy rùa cho còn nó cố này cái thầu của món gì lái đồng này của món đo và xin dầu của ta cho tôi nói chuyện của gì đây cho này ở đây thì chị của chị mẹ rồi đấy lấy còn nên bảo điện dầu thì nên lấy dầu có biết theo nên bảo lợn thì lấy trả lợn cho nên ô dầu nên phải mình nó sẽ chỉ nên ý ý giải nó sẽ chỉ nó trả lợn hay nên quan tàu này chỉ nên mày quan tàu trong lưng đó là chị đi mặc cái con tàu ná bên chị cả các trái họ bên mình một đòn dầu bên chị nó gì mà lên lò ruột này thì cứ xí nó là món trắng này tôi họ có cú thì kể dưới chỉ lái là món trắng sát bọn mình đầu đó tôi họ có thể kể các xí cái này mang cái gì rồi cho các biết thế thì cháu có bé để cũng muốn rửa lấy xong nó rửa lấy xong cái túi nó để cũng mất xỉa ít vợ thì nó chết nó cái đầu của chết tao bị bố đã cắm cho nó rút tay nó cái tôi xí nát một con tôm rất là cay rồi nó không chỉ đâu cả sáu ăn súp rồi, chị thầu vui mất xé tao vậy cũng mất cho làm nén nữa, này còn được đối rồi này kia, nhìn không, để cho một lỗ, nhìn, đối rồi này. Một xí lúc ấy nó không biết hay lúc nó nữa. Lúc phâu hay lúc nó. Tại vì cháu không biết nên mò lần. Giờ tỏ tắt là dưới lúc nó. Thì một xí lúc nó chắc là lỗ này thì thật luôn. Cho nó là tiền của nó. Lúc này nó sẽ bảo như tấm nó là đây. Cô lò lấy nó đó, cô lò lấy nó dễ thở cũ rồi, tao dịch mới cho là dễ đúng không? Vì nó dễ thì cho nó thôi. Dễ thở cháu có biết tao lò cho nên cho nó. Nó, lấy tụi mình để nó. Để cho nó. Sau đây nó trong hồ á, tiền đổ lên là chị mình cháu có biết tạo lò á. Nhưng mà chị ô lấy giờ có biết thì không có. Lúc rồi giỏ có biết là chị nó sẽ tạo lò rồi. Thầu có mất cho nó hồi các chú nó tỏ lọ. Đấy nó. Cái gì thì đồn tay nó bao rồi thì cũng cho ít đĩa cho nó cho ít đĩa xuống tất cả rồi. Chúng cho nó cái cho còn cái nào còn thì cho cái nào cho nó thì giờ đến anh chỉ được cái gì sửa bản lên bo giờ ngay cho một lại cái gì của món của cháu không biết lò lấy lên nó rồi lò lấy tụi mình để xong cô lên nó thì chọn cái xịa gì cũng món lại tàu lên nó thì cho nó chọn cây của hầu cho nó rất là không biết cây gì nó cũng chỉ nhẹ không sửa xịa thì không sửa xịa lên nó nữa thì cho nó rất thứ thế đỏ cho nó có gió rồi có gió câu trời cũng có gió sống lên nó thì trời khỏi đây rồi cũng phải mắt nó trâu cho nên tôi nhận nó cấu thì cho con chó cấu trâu cho nó đéo ti cho được không biết thì bỏ nó hư cho để còn con chó nó cho không biết nào cho nên tôi cô nó là cái cá đó đang thế gì mà cụ gì cụ chỉ mất sẽ hơi gì cụ chỉ ký gì cụ chỉ của nó thì nên nó chỉ ăn chế nhưng mà cho nó bạt cho để con tê cho nên nhẹ cho đồ cho cua gì nên nó hầu kia hầu cho cua họ giờ tiền này họ nó chỉ nhẹ nó chỉ nhẹ của đấy của nó nên nhà nông đổ là chỉ nên trồi cho cô này, ta chỉ hơi tiền, chỉ nhà nông đổ chỉ nên làm mất trồi lúc bắt tới nó lá giả lên lá phở, nên là để cho đây cũng cứu nó, để đây là để đây cũng cho lọt lá này. thì cũng mất trợ nó mầm bầu này mà muốn cho có biết lá còn người nọ xé chị cho cô này thì cho cô ấy nọ trâu cho hậu cho có biết à để nên nhẹ nó nên hậu đấy nên chỉ nhẹ bầu cho nên lá này của lá này chị mà như cho là cho được nếu bây giờ đến nó phở xưa nhưng mà đến nó hậu chị nó chỉ ta nhìm lậu ta là nên lá này chị nên lá rồi nên nó sẽ chỉ cái này chìm lậu chị thở lấy đi nó thì mặt đầu dọc cua rồi chị giờ cái gì cũng mót trời nó ngay lại tài cũng mót có xài lá cho dọc cái thằng cá này chị nhỉ cái đó cái gì cho cái đó cái cho cái đó cái nhá hồi dọc cua chị thở đâu lấy nó rồi chị cho ngay trâu nè cho ngay ta chị cho rau xứ đỏ cái nhìn đâu để cho nó những nhẹ cho thì cho chị cũng cho cho con gió cấu nó chị cũng cho cái thì cho hết gió cứ cho gì nó nhận đâu gì cho nó nhận cho gì cho cái đôi con chó này thôi thì chỉ cho cán giấy măng gì cho những con nắp bà mềm đó cái thầu cổ lấy của ta có biết là gì này trong này nhìn nó là chị nên nhìn nó cây chị nên mà cho cây trâu chị cô ta khó bia gì tiền lên nào lờ thế nên cho nhìn nó khó bia nên họ xấu nhưng bố thế nên ít xem rất sao được chứ mà nên sẽ nên học vào nhìn này của đó thì nên là sư và thế thì sẽ đến những trường hợp cùng của cái đầu dân gì để tạo nên mặt thea về mà lấy sinh gì đó nhớ xong.